Những tín hiệu tích cực trong thu hút và thực hiện đầu tư tại khu kinh tế công nghiệp Chân Mây Lăng Cô trong năm 2017 đã đem lại cho bức tranh kinh tế của toàn tỉnh nhiều gam màu tươi sáng hơn. Hiện nay, những tổng thể về quy hoạch, hạ tầng và thể chế tại khu kinh tế công nghiệp này gần như đã hoàn thiện. Và cùng với việc các dự án triển khai đi vào hoạt động của các nhà đầu tư chiến lược sẽ tạo hiệu ứng tích cực cho khu vực phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh, hiện nay có 171 doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Trong năm 2017, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ổn định và phát triển. Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô cũng dần ổn định trở lại. Nhiều dự án đầu tư trên địa bàn Chân Mây Lăng Cô được triển khai, tạo ra một diện mạo mới cho khu kinh tế. Đặc biệt trong quý 1 năm 2018, dự án khu resort Địa Trung Hải đi vào hoạt động giai đoạn 1 sẽ là cú hích mới cho phát triển kinh tế. Khi mà đi vào hoạt động thì là Vicoland sẽ kết nối cái chuỗi thương hiệu Rai Mao dự án với dự án trong Đà Nẵng, dự án này với dự án Quảng Bình để cái tập đoàn FBH của Tây Ban Nha họ vận hành khai thác và đưa cái lượng khách của châu Âu về cho dự án mình. Thông tin từ Ban dân tỉnh cho biết, trong năm 2018, dự án kè biển Chân Mây Lăng Cô được thực hiện với vốn khoảng 1.000 tỷ đồng. Và dự án bến cảng số 3 tiếp tục được xây dựng cả hạng mục sẽ là điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư. Bến số 3 cảng Chân Mây là nằm trong cái vùng vịnh của Chân Mây thì thuận lợi về cả cái mặt địa lý cũng như là về mặt giao thông thì giao thông đi giáp với là quốc lộ 1A và cái đường sắt Bắc Nam. Và giáp với cảng quốc tế Đà Nẵng và cảng quốc tế Phú Bài thì như vậy là thuận lợi cho cái việc thông thương hàng hóa. Đến nay, khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô đã thu hút 43 dự án với tổng vốn đầu tư gần 40.000 tỷ đồng và phấn đấu đến năm 2018 cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho khoảng 18 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, du lịch, hạ tầng khu công nghiệp, khu phi thuế quan và khu đô thị với tổng vốn đăng ký đạt 5.000 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện đạt 4.500 tỷ đồng. Ban quản lý khu công nghiệp phấn đấu nâng tỷ lệ lấp đầy khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô lên 32%. Ngoài ra, Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện kế hoạch xúc tiến đầu tư theo hướng trọng tâm trọng điểm, chủ trọng xúc tiến với các tập đoàn lớn có tính lan tỏa trong khu vực, các nhà đầu tư hạ tầng, nhà đầu tư thứ cấp có uy tín năng lực. Đồng thời, Ban quản lý cũng tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để thu hút nhà đầu tư. Chúng tôi cũng đã tạo điều kiện để mà thúc đẩy với cơ chế tức là một cửa tại chỗ những cái vấn đề mà liên quan đến doanh nghiệp mà trong chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp và được sự ủy quyền của Ủy ban nhân tỉnh thì chúng tôi giải quyết trực tiếp ngay tại bán này. Và những cái việc tại chỗ ở chỗ tức là chúng tôi nhận toàn bộ hồ sơ, tiếp nhận toàn bộ những cái vấn đề gì liên quan đến doanh nghiệp, liên quan đến dự án để làm việc trực tiếp với các sở ban ngành khác. Nhà đầu tư cũng giống như chủ doanh nghiệp cũng không cần phải đi đến các sở ban ngành để làm việc. Theo Ban quản lý các khu kinh tế công nghiệp tỉnh, nhìn lại năm 2017, khu kinh tế có nhiều nhà đầu tư đến khảo sát, trong đó có công ty Mitsubishi Việt Nam. Nếu trong năm 2018, khi dự án kè biển thực hiện và một số dự án du lịch bất động sản đi vào hoạt động, sẽ là điểm hấp dẫn nhiều nhà đầu tư mới.